Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trường Giang Lâm Vĩ Dạ bốc phốt anh Đức khi xăm chân mày. Nam diễn viên hài mỗi khi xuất hiện ở chương trình nào cũng nhanh chóng trở thành đề tài chọc ghẹo của các đồng nghiệp. Dù chuyện chăm chút nhan sắc thì nghệ sĩ nào cũng làm, nhưng anh Đức lại bị đem ra làm đề tài trêu ghẹo giữa chốn đông người. Lâm Vĩ Dạ tiết lộ anh Đức vừa xăm chân mày. Mới đây, trailer chương trình Ai Là Số 1 đã chính thức được lên sóng. Dàn khách mời ở tập này đều là những gương mặt hết sức quen thuộc đối với khán giả như Tiến Luật, anh Đức, Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ, Duy Khánh. Chủ đề mà mọi người sẽ phân tích ở hôm nay, điều gì làm nên sức hút của người phụ nữ. Chỉ mới những phút ngắn ngủi giới thiệu nhưng khán giả đã không nhịn được cười bởi sự hài hước của các khách mời. Khi nghe Trường Giang dẫn dắt, thưa quý vị, sự thu hút của phụ nữ đôi khi đến từ mái tóc là đôi môi, là bờ vai gợi cảm, là ánh mắt chan chứa nồng ấm. Thì Lâm Vĩ Dạ và Thúy Ngân liên tục nhận phần đẹp về mình, ai cũng muốn họ là cô gái đẹp nhất trong chương trình. Khi thấy người yêu cũ tự tin quá mức về nhan sắc thì anh Đức ngồi cạnh liên tục biểu môi, anh nói: "Em ráng nhìn có hút không mà nhìn vô là muốn quay đi chỗ khác." Không để cho đối phương hả hê, chớp được thời cơ khi Trường Giang hỏi về sức mạnh của người đàn ông đối với phụ nữ là gì, Lâm Vĩ Dạ liền đáp: "Với anh Đức, cặp chân mày quyến rũ em nhất, Đức mới làm chân mày thưa quý vị." Thậm chí nữ diễn viên hài còn yêu cầu bộ phận camera quay cận cảnh gương mặt của anh, khiến cho anh Đức gượng gạo không nói nên lời. Cô còn nhắn thêm: "Em nói đó là cái quyến rũ nhất, vì em đã quá quen thuộc với gương mặt của anh, nên chỉ cần anh làm gì em cũng nhận ra đó là sự quan tâm." Mối tình ngắn ngủi của anh Đức và Lâm Vĩ Dạ, nếu khán giả quan tâm thì sẽ biết trước khi Lâm Vĩ Dạ lập gia đình với Hứa Minh Đạt thì cô từng có mối tình thời sinh viên với anh Đức. Cả hai hẹn hò với nhau được một thời gian nhưng không có kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên đến hiện tại họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Dù liên tục bị mọi người nhắc lại, trêu ghẹo chuyện ngày xưa nhưng cả Lâm Vĩ Dạ và anh Đức đều khá thoải mái. Thậm chí họ còn liên tục quay game show chung và cà khịa nhau trên sân khấu. Gần đây nhất trong một chương trình truyền hình, anh Đức còn quỳ gối cầu hôn Lâm Vĩ Dạ trong sự reo hò và cười không ngừng của đồng nghiệp. Nam diễn viên miễn cưỡng bày tỏ: "Anh chỉ muốn nói với em là trái tim anh bây giờ đã mở cửa, anh nguyện đón em vào trái tim của anh, hy vọng em sẽ đi một đường thẳng, thẳng vào trong tâm và yên nghỉ tại tâm nhĩ. Hy vọng em đừng làm hở van tim của anh, nhận lời làm vợ anh nhé."